just ignored all the signs. I should take care of myself. I probably shouldn't cry. But honestly, I've been so shell-shocked from all of the truth about all of these lies, and it's killing me slow. Một trong những điểm tham quan, khám phá ẩm thực, du lịch nổi bật nhất ở Manila mà chúng mình thường ghé thăm trong những ngày off đó chính là China Tower, hay còn được gọi là khu phố người Hoa. Khu phố người Hoa còn được biết đến với cái tên Binodon, có tuổi đời hơn 400 năm, là điểm dừng chân đầu tiên của người Trung Quốc khi ra nước ngoài định cư sinh sống. Khu phố này bao gồm quận Binondo và một phần của các quận khác như Santa Nicolas, Santa Cruz, Tondo và Quiapo. Binondo được thành lập vào năm 1594 và là khu phố người Hoa lâu đời nhất trên thế giới. Đối với người Philippines, Binondo nổi tiếng là một điểm đến ẩm thực, nơi đây ngập tràn các quán ăn không có chi nhánh kể cả ở Philippines hay bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đến đây bạn sẽ được tham quan những địa danh nổi tiếng như Tiểu Vương Cung Thánh Đường, Bảo tàng phố người Hoa, chùa Xuyên Quân, vân vân. Ghé thăm China Tower, chúng ta có thể lạc vào một thế giới văn hóa riêng rất Trung Quốc, giống hệt như trong những bộ phim Châu Tinh Trì mà mình hay xem. Tết Nguyên Đán là thời điểm hấp dẫn cho khách du lịch khi ghé thăm China Tower. Vào dịp này, du khách sẽ được hòa vào không khí vui tươi, sống động, xem múa rồng, múa lân, ăn món tích coi được làm từ gạo nếp, được tặng ang bao hay còn gọi là lì xì và được tặng thêm cả lịch. Nếu đang làm việc tại Philippines hay chuẩn bị sang Philippines hay đơn giản là muốn qua Philippines du lịch thì nhất định phải ghé thăm khu phố sầm uất và thú vị này nhé.